Các cậu sẽ được vận chuyển đến vùng đất theo tạo đường. Ban tám này của Colombia. Sau đó thì các cậu di chuyển đến đây. Có thể bọn chúng đang co cụm lại tại đây. Nhớ là phải đến bất ngờ. Sau đó quay về đi. Thời điểm tập trung này, máy bay sẽ chờ sẵn. Chờ sẵn ở đây. Nếu có chuyện phải thì báo ngay. Được rồi, nhớ sau mệnh lệnh đi. Xuống đi. Nhảy. Từ đây cho tới này, cẩn thận đi. Get on. Good. Flip inside. Tên đầu sỏ của chúng là Nico. Fred, quan sát bên trái đi. Có kẻ địch. Có bảy, có chừng. Chết rồi, cẩn thận đi. Đến lúc làm việc rồi. Render it in up. Repeat. Repeat. In up. Chắc họ đã vượt qua được rồi. Alright, looks like we're losing the satellite, sir. Tín hiệu bị nhiễu thưa ngài. Get it back. Yêu họ quay lại đi. Working on it, sir. Trying không kịp rồi thưa ngài.
Không thể thấy được. Kiểm tra ngay. Turn starboard. Chúng ta đi thẳng theo hướng 38 độ. Nhớ cẩn thận dưới chân đi. Chính là vị trí này, Kevin. Còn lên trên xác đi. Tuân lệnh. On and recording. Đến nơi rồi. We have all within that cookie jar. Cô đi từ trường đi. Cắt từ dưới lên đi. Bao lên. Stingray Delta. Bọn mình chỉ làm hai, một dòng qua trái, một dòng qua phải. Để tôi kiểm tra đã. Có tổng cộng là 5 mấy mét để xem đầu có 4 phu 9. Có dễ được canh gác. No infrared trip lines. No motion sensors. Còn thông tin gì không? Bên trong có 25 trường hợp, bên ngoài có 2 gã, có trang bị vũ khí. Mở được rồi. Cẩn thận, vào đi. Được rồi. Thì có chừng, có gã gần cậu đó. Stingray Echo, watch for six. Tuyệt vời, cậu sắp được hưởng nước trời rồi. We're in Colombian Army fatigues. Cô đến khu vực 17 đi, được. Tôi sẽ theo sau. Tango Niner. Là thuốc viện, chúng sẽ được chuyển tới vùng giáp tranh của Colombia. Hay lắm, một vụ lớn đi. Tôi mắc kẹt rồi. Bằng chứng mắc khung hành chính đồng quá. Có lối nào ra không? Alvaro, còn sao chúng đi tới chỗ 25 cái thùng, cậu đừng lo. Được rồi, tôi sẽ giải quyết chúng trước. Đến lúc phải kết thúc bạo động, kết thúc giết chóc. Chúng đã tiến Tây Ban Nha. Xem ra chúng đang họp hội nghị gì đó. Không thể để lịch sử bị quên lãng được. Chúng nói gì đó đến lịch sử. Tôi chỉ biết thế thôi.
3.000 colombianos. Sao chúng ta có thể nghe mãi tiếng ầm ĩ của súng đạn được? Tango 6, fuel depot. Kể từ đó tôi thấy toàn là dầu, 15 thùng dầu thô. Chúng chắc là dùng mục đích chạy động cơ. Cả hai chuyến tiến. Những kẻ chiến đấu đến ngày xét xử. Sứ mệnh của hòa bình. Thermals moving in from the jungle. 20 more carrying heavy kits. Có một bọn cấp đang đến, tình hình thay đổi. Ra khỏi đất này thôi. Bạn tự giết hết bọn chúng đi. Bọn người Mỹ này đã mở đường ngoài. Đội 1, tôi bị tấn công rồi. Đội 1, tôi bị tấn công rồi. Đi mau, đi mau. He's not breathing. Who are these assholes? Nhận lên bọn chúng đang đuổi theo kìa. Không còn thời gian đâu. Phải đánh lạc hướng bọn chúng thôi. Chết tiệt. Tạm mất bản đồ rồi. Không ai được đi đâu cả. Đi đâu rồi? Chết tiệt. Đã không thường được. Được rồi. Giờ chỗ này nghe đi. Báo lên. Tiếp tục đi. Báo lên. Thank you.
Kevin, con el centro. Đưa hắn vào bất cứ đồ đạc của hắn về căn cứ. Bảo vệ xung quanh, các cậu theo tôi. Chết tiệt thật, chúng ta vừa làm cái quái gì vậy? Còn lỡ hơn là bị giết. Ta vừa bỏ rơi Kevin rồi. Trước tiên phải đến chỗ tập kết đã. Chết tiệt, bọn chúng. What's our next play? Đi băng lên thôi. Tôi nghe tiếng nhưng mà cứng đầy băng da. Vậy làm sao đi? Ta không phải là chỗ cũ. Kiểm tra băng thu hình từ máy camera của bọn chúng đi. Tuyệt lắm. Chính xác là thứ ta cần. Là xưa. Có vẻ thiện chiến hơn là tôi đã đưa họ. Tìm những người còn lại đi. Trên xe kia kìa, chết tiệt. Hắn vào xe rồi. Chúng ta theo dấu chúng đi. Ý hay đi. Chúng đang đi đâu vậy? Bọn ta đang ở đây. Hắn hướng này. Có lẽ chúng đang về căn cứ. Vậy chúng ta phải chạy đường với chúng. Được, tôi không sợ đâu. Tốt, đi thôi nào. Có gì không hả? Chẳng có tín hiệu nào từ bọn họ. Điện thoại hay tín hiệu?
hay bất cứ gì. Sorry, sir. No bounce back. Xin lỗi thưa ngài, không có tín hiệu gì cho thấy. Họ quay lại đã 8 tiếng trôi qua rồi. Dựng tất cả mọi thứ cả bản đi. Có lẽ là có lúc ta cần tới. Ta không có thông tin. Có lẽ có tai nạn gì rồi chăng? What are you talking about? Cô nói cái gì vậy? Thông tin vừa cho biết được một quân đội Colombia đã mở một đợt tấn công tàn quét khu rừng nhiệt đới. Tờ tấn công của nước này đã phá được một tổ chức lớn mua bán ma túy, gọi tên là FLA. Có một ngôi làng. Không có gì đâu. Để tôi vào kiểm tra. Tôi sẽ ở ngoài đây. Này bọn chúng tới đi, đi mau lên. You got a call here. It's Colette. Chúng ta có điện thoại, nhưng lạ lắm. Hello. Alo. Tôi Romeo thuộc biệt đội 17. Xin được nói chuyện. Alpha Stingray. Được rồi, tôi muốn chắc chắn hơn. Hãy nói mật mã ra nghe nào. Trời chơi nguy hiểm, không thử. Stingray. Sit rep. We were engaged. Say again, we were engaged. They're waiting for us. Girls took out some kind of secret peace talk. Chúng tôi bị bọn quân đội Colombia tấn công. Chết tiệt, bao nhiêu người còn sống vậy? Đợi chút. Tắt đường dây, chỉ mình tôi nghe thôi. Được rồi, sơn. Bây giờ sao rồi? Chúng tôi đã cố gắng, bọn họ đã tóm được Kevin. Cảnh sát nhận có bao nhiêu người còn sống? Còn ba người. Hiện tại Khan đang ở đâu? Tôi đang theo bọn nó để cứu Kevin. Khan không được quay lại đó, quá nguy hiểm. Hãy trở về ngay theo lệnh. Nhưng còn Kevin. We'll do it the right way. Không còn việc của anh ở đó nữa, dây ngay. Tôi đã mất hai đồng đội rồi. Tôi không muốn mất thêm nữa, anh nghe rõ chưa? Chân, tôi nghe. Anh tìm cách đến vị trí 190, chúng tôi sẽ đợi đó. This is Deep Blue Out. Cứ nghe được thằng đến đi. Your call, LT. Sao rồi? Không có kết quả. Đi thôi. Đừng trốn như thế chứ, đồ ngu. Trói tay hắn phía sau để hắn không bỏ trốn được. Đưa hắn vào phòng đi.
making you a star. Vậy bắt đầu nào. Smile for the camera. You and your friends made quite a mess. Bạn của mày sẽ được nhìn thấy mày. So who sent you? Vậy thế, hãy diễn cảm đi. Looking for. Được rồi. Ta tên Kevin. Check. Netflix. Commander, we've tasked the set. Good. Canada, chúng ta dọn được tầng sóng rồi. Bring up the evac, LZ. Phóng to lên nào. Low thermal. Là họ đi. Move your ass. Bọn họ đang ở đâu gì? Where's Swordfish? Chết tiệt thật. Swordfish, time to contact. Nhanh lên, họ sắp tới rồi. This is Swordfish. Roger that. Đếp, cô đang ở đâu? Vài giây nữa, tôi đến chỗ tập kết rồi. Chúng ta thấy họ rồi. We have a problem. Chúng ta có vấn đề. Không đâu. Daisy 4, gió lớn quá. Còn tìm cách càng nhanh càng tốt. What? But we have them on site. They're right here. Nhanh lên, nhanh lên nào. Chết tiệt. Bọn chúng. Nhanh lên đi. Nhanh lên. Cái quái gì vậy? Sao đã bay đi? Bọn chúng đã phong tỏa rồi. Ai? Lính Colombia. Cái quái gì vậy? LT, we got company. Nhanh lên đi, Carter. You best talk fast. Cô biết việc này là sao không? Ông luôn thích làm theo ý mình mà. Cô gì làm cho hai người tôi gặp nguy hiểm đi. Cô thật sự nghĩ cái gì hả? Cô đang nghĩ ông nên sáng suốt. Bọn họ đang muốn là một vùng đất tự trị. Ít nhất cho đến lúc này họ đang chống lại nước Mỹ. Theo những thông tin vừa nhận được, một đoạn băng ghi hình từ Colombia đã được phát trên sóng truyền hình quân đội. Đây là camera của chúng ta. Và thông tin họ cung cấp những gì mà bọn họ triệt phá chính do những quân đội Mỹ đứng đầu. Và đây là một đoạn băng ghi hình kẻ đã thực hiện hành vi này. Và có thể nói đó đang trở thành một cuộc chấn động tại đất nước này. Commander. Thế đi, các thành viên của ông đã không thể kiểm soát được tình hình. Không, tôi biết được lính của tôi. Điều này không đúng, không phải sự thật. Carl Dobbs, CIA. Chúng tôi từ CIA, xin ngài, ngài có thể đi cùng chúng tôi được không? Tôi không có nghĩa vụ phải theo ông. Chúng tôi đã được lệnh của tòa án vì vậy, từ quý vị. Nơi này đã bị phong tỏa toàn bộ. Còn câu hỏi nào không?
Tôi xin lỗi, đã không nói sớm là bữa tối không được chuẩn bị. Chúng tôi chỉ có thế này thôi. Ông là ai hả? Ông cùng hộ với họ không? Không. Ông ở trong quân đội à? Chính các người đã giết vợ và con tôi. Ông dùng quân đội để trả thù lại. Chính xác thì chính xác, các người đã hỗ trợ tiền cho bọn chúng để chống lại đất nước chúng tôi. Kiếm được gì không? Xem cậu cũng không tệ. Nếu ở nhà tớ sẽ chẳng mó tới bộ đồ thế này đâu. Tại sao họ lại mắc Kevin chứ? Dù gì hắn cũng có mục đích. Xem ông ta nói gì kìa. Họ nói chính những lính Mỹ đã thực hiện các hành vi mua bán và trao đổi ma túy. Assassins? Mẹ, tiếp. Cái quái gì vậy? Đó chính là lý do tại sao chúng cần Kevin. Now he's saying we did it because the U.S. believes. Chính vì điều này, chính phủ Colombia đòi nước Mỹ phải trao trả quyền tự do dân chủ cho Colombia. Chúng ta không thể ngăn chặn được làn sóng bạo động đang xảy ra, tại không có dấu hiệu của bọn chúng. Theo tôi tìm thấy thì bọn chúng ở phía đông, theo tọa độ 25 về hướng tây bắc. 26, 46 north. Chết tiệt, chúng canh phòng cẩn mật quá. Chúng ta phải qua được ở đó. Không biết Kevin ở đâu nữa. Thấy cái gì không? Hình như kia có cái gì đó. Tôi thấy rồi. Có dấu hiệu. Khá lắm anh bạn. Có hai tên ở trên mái nhà và khoảng 5 tên ở dưới. Nửa gì thế? Bơm trên xe thế này là bọn chúng đó. Báo động mau.
ATM, I have to see you. For the record, I'm only here because you're a card of 10 bucks. Stop at the ATM on the way out. Tiếp đi, đi gặp đại cậu. Mang nó đi. Đi thôi nào. Damn, fuck. Sure, you're right. That's just maybe McDonald. What the hell you guys still doing? Chuyện quá gì vậy? Sao dừng ở đây chứ? Chúng ta biết phải làm gì ở đây rồi. Đừng lo, ta phải đi thôi. Nhưng đi đâu mới được? Tìm bạn chứ. Thúy nào? Nói tôi nghe xem. Được rồi, được rồi. Được rồi mà. Anh muốn gì? Nói xem. Chuyện quá gì xảy ra? Nếu như không, tôi sẽ bắn nó. Mày hiểu chứ? Tôi hiểu. Vì chuyện với mọi người là sao? Có phải đây là một cái bẫy đúng không? Chính xác thì tôi không làm thế. Nhưng chính bọn họ đã có ý thế. There are people in my government who want to see the US out, completely out of South America. Then we need to do something about that. Who are the shooters? Vậy thật ra là sao? Ai đứng sau chuyện này? Chuyện này không phải thẩm quyền của tôi. Tôi không có ý kiến gì cả. We were set up, and you have to tell the media that. I saw the news report. Tôi biết là ông biết. Tôi đã xem báo cáo. You're a national hero to them. Chính xác thì tôi phải chơi trò khăm thôi. Giờ thì bọn chuyện đã rồi, đã quá trễ rồi. Wait. Unless you have proof. Nếu như cậu muốn biết ai, cho tôi số của cậu. I'm gonna give you a number. You find anything. Khi tôi biết thông tin gì, tôi sẽ gọi lại cho cậu. The only thing that can stop this. Vámonos. Enseguida. Chết tiệt cái mùi thế này. Không sao đâu. Cái gì cũng bỏ nó đi mà. Xin lỗi nha. Cậu có tìm được thông tin gì không? Chẳng được gì. Hắn ta bảo hắn không biết. Kevin, còn trong đó cậu tìm được gì? Tôi chỉ biết là bọn họ dựng lên chuyện này để hòng du khống đi nước Mỹ thôi. Anything else?
Còn gì nữa không? Có lẽ họ sẽ dấy lên làn sóng chống Mỹ lan rộng. Đó là ý kiến rất là hay đi. Cậu có muốn quyền lợi của mình không? Dân, ta phải làm gì đó. Đúng, ta phải làm gì. Tốt hơn là tìm đường ra khỏi chỗ này trước đã. Chết tiệt thật, bọn Colombia đang đổ yêu sách với chính phủ về việc bồi thường thiệt hại. Tôi chỉ lo về lính của tôi lúc này thôi. Cách duy nhất lúc này là qua mặt xe da thôi. Không còn cách khác đâu. Được, tôi tính đã. Stop! You and your Langley gang got played by your source. Chúng tôi cần gây trực thăng để đưa họ về ngay lúc này. Chúng tôi sẽ làm. Được thôi, ngay khi tôi kiểm tra toàn bộ sự việc về họ, tôi dính dáng. Ông không thể làm thế, chuyện này là hoàn toàn đúng vì rất có thể bọn họ là kẻ đã vận chuyển các chất ma túy vào Colombia. Ông không thể làm thế được. Tôi cam đoan họ không thể là thực hiện việc này. Họ có gia đình và con cái. Ông không thể làm thế, tôi hoàn toàn có quyền và bọn họ phải tuân theo tôi. Nhưng tôi thì không. Trong tình trạng này tôi vẫn là kẻ đứng đầu ở đây. Ông có thể đi được rồi. Ông mới nhớ cảnh chính xác điều ông nói. Chính xác, ông còn nói chuyện gì nữa chứ? Còn, Commander, hãy coi chừng tôi. So Kevin, let me ask you, that fence is wired and hot. Có dòng điện cao thế ở đó. Cậu nghĩ ta sẽ qua được đó sao? Tớ sẽ thử. Cũng vậy thôi mà. Cái quá dễ kêu vậy. Nhìn thử xem. Xem như văn phòng chính. Còn bên trong kia hả? Hình như là không có căn phòng hay sao? Là cái giếng à? Có lẽ thế. Tại sao thế hả? Ta cần kiểm tra một chút chứ. Ta có thể vào bằng đường đó. Ta cũng nghĩ vậy. Không. Đi, coi chừng. Giật dây nếu có gặp gì rắc rối nhé. Hãy coi chừng. Cậu sao kia? Tới thì lối này. Anything. I hate to say this, amigo. Cầu chúa tôi, chắc có chuyện gì với Sen rồi.
Đừng nói nữa, tôi cũng biết chứ. Cậu ta làm được rồi. Được rồi. Sẵn sàng chưa? Có chuyện gì ở đó gì? Bây giờ ở đây dơ quá, nó bị nghẹn máy độc. Xuống đây, cầm lấy đi. Nào mật mã, cố lên chứ. Hắn nhấn máy rồi. Giữ tới một tay đi. Coi chừng bên ngoài đi. Chết tiệt. Chẳng có gì ở đây cả. Cố lên đi. Chẳng làm được gì hết. Có gì cơ? Không được sao? Mẹ kiếp. Chúng về rồi. Ta phải đi thôi. Đi mau. Giữ lấy. Mở cổng ra mau. Kiểm tra ngay. Cô kẻ bắn tỉa. Ra phía sau, mau đi. Bọn chúng đi đọc thật. Mang từng cách đi thôi. Xem qua đây có gì không? You're right.
Còn cậu, còn bao nhiêu đạn hả? Tới còn 4, tới còn 3. Hay lắm, làm việc tốt lắm. Chuyện quán của gì xảy ra vậy? Sao chúng tôi ra khỏi trò chơi này đi? Hỏi họ là khi nào ta được về nhà? Cậu có biết tình hình tôi mà? Vậy còn chúng tôi thì sao? Đợi tôi một chút đã. Xin ạ. Quả bom ở Colombia đã giết không những trẻ em, còn phụ nữ, và đó là người thân của một đứa tên là Antaro. Phải chính người ông nói lúc trước không? Chính xác là thế. Tôi không ngờ mọi việc lại đi xa đến vậy. Nhớ rằng những gì cậu nhìn, cậu thấy đều là những giá trị thật sự. Tôi đã từng huấn luyện họ. Vì vậy, họ sẽ không từ bỏ ý định giết cậu đâu. Anh ta để quả bom đó do chúng ta giật dây thực hiện. Tôi sẽ cố để các cậu thoát khỏi Colombia. Cậu cố gắng đến được biên giới Cola thì đến lúc kết thúc rồi. Tôi không thể nói chuyện với cậu được nữa. May I see your phone? Tôi có thể lấy điện thoại của anh được không? Ông có thể, nhưng tôi nói trước, ông sẽ không thu được kết quả gì đâu. Giờ ông sẽ phải nói chuyện với Nhà Trắng. Xin lỗi, nhớ tin tôi. Chính xác, tôi hoàn toàn hiểu ông. Sao rồi hả? Ta phải chơi tới cùng trò này. Cảm ơn cô. All right, shut it down. All right, mission walkthrough. Split up in the jungle. Chúng ta lại phải vượt qua khu rừng này nữa. Greg had the Overwatch. Chúng ta xem là trước đã. Greg radioed in to our position. Chúng ta đã làm theo kế hoạch, đúng chi tiết, đúng right. Không nào? Greg saw the black hats coming. Greg was watching the base through the spectra. Yeah? Which wasn't with our gear in the barn, right? No, it wasn't. God. Vậy chuyện gì xảy ra? Yeah, would have got everything. Phải, tôi cũng đang nghi ngờ đi. Bad guys. Yeah? Gear up. See, I have proof. Mọi việc sao rồi? Are you absolutely sure? Hoàn toàn ổn cả. Everything the world needs to know that we didn't do it. Ông chắc là làm theo lời tôi nói. Excellent. Chính xác mà. Where can we meet? Nếu thế, ông sẽ được hưởng quyền của mình. 1700 hours. Okay, I will be there. Được rồi, tôi sẽ đến đó. Tôi mất chắc là anh phải giữ lời. Nếu không, tôi không đảm bảo mọi việc suôn sẻ đâu. Tomorrow will be the bloodiest day in the history of my country. Lucky for us, we still have today. Được rồi, hy vọng là thế.
Keep looking. Tiếp tục đi. Chúng có thể ở đây. Được rồi, nhìn đi. Chúng ta còn bao lâu? Khoảng một tiếng. Chết tiệt các cậu. Ta có khách. Cái gì cơ? Đằng kia. Mẹ kiếp, lại là chúng sao? Chỉ còn một cách duy nhất là ra khỏi đây. Ta không thể để lỡ cơ hội được. Không còn cách nào khác đâu. Cậu giữ cái chuyện này đi. Giữ kỹ đi nhé. Được rồi. Ta phải cứu thôi. Cậu biết cậu nói câu này bao lần rồi không? Vì ta là anh em mà. Greg and Steve. Được rồi. Tao cũng thích chơi trò này lắm. Gabriel, Dario, muévese en ese río. Me copian. Dario, Gabriel, me copian. Oye, me copian. Giết tao đi. Mày là đồ khốn. Mày muốn trả thù cho vợ con mày hả? Được lắm. Giờ đến lúc rồi. Chết tiệt, lũ chúng mày. Giết tao đi. Không, tao sẽ giết mày đó. Đứng yên đó. General Velez. Connor. We've secured your man. What's your proof? Nào đứng dậy đi. Mau lên anh bạn. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Chúng mày cũng không tệ hả? We have footage of him killing your soldiers on that. Mi general. Chính là bọn chúng. Alvaro. Tôi biết rồi. You work with him? He works for me. Ông định làm gì?
Nếu làm gì cho tôi sẽ tha cho các anh. Cái gì? Các anh bạn, giờ các anh quay lại Mỹ cũng đâu có đường thoát nào đâu. Cách tốt nhất là theo tôi. Vậy những người đã hy sinh ở khu trại đó thì sao? Những người ở đó đều là anh hùng. Chết tiệt, ông lừa chúng tôi, những người bạn của tôi. Bọn tôi không biết họ. Băng cầu dẫn họ đi. Nếu họ không chịu, gài bơm vào coi như là họ bị trúng bơm. Chết tiệt, ai vào được? Chuyện này không đúng. Thật sự gây bỉ không đập bơm vào tòa nhà đó. Mà chính là ông. Là định giữ khống đó hả? Giữ khống đi. Không, chính là hắn. Hắn đã dùng anh như quân cờ. Có phải không? Chính là ông mà. Vợ tôi. Con trai tôi. Họ đã chết vì Colombia thôi. Họ đã được ở cùng nhau. Ông đã giết họ. Không. Bọn Mỹ mới giết họ. Chính bọn Mỹ là kẻ đứng sau điều này. Giờ chúng ta đã thắng. Vì chúng ta đã chiếm lĩnh được vùng đất chúng ta sẽ ngự trị tại nơi này. Và anh cũng thấy tự hào về điều này chứ. Không ai có thể ngăn cản được chúng ta nữa. Ông có biết một người lính phải làm gì không? Phải chết cho đất nước Colombia. Con dân đã chết vì đất nước. Thấy đủ rồi. Cái này quan trọng lắm đấy.
We'll be right back.